Hôm nay mình sẽ ôn lại với mọi người bài Candlestick của Phở. Ở đó Phở giới thiệu thì phải. Để bắt đầu thì cái bài này là cái bài mình làm lại từ từ hồi trước của Phở. Lý do mình làm lại là vì team muốn mọi người có một cái ôm lại kỷ niệm xưa kiểu như vậy. Mọi người chờ tí. Thì đây là những phương pháp để phân tích kỹ thuật cơ bản. Nó nằm trong cái series dài hơi nhiều tập mà tiếng Phở muốn soạn ra để chia sẻ với mọi người. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ với mọi người về thứ nhất là lịch sử cấu tạo của mô hình nến Nhật và một số mô hình phổ biến, cùng với giới thiệu là những mô hình như đảo chiều, tăng giá, giảm giá và tiếp theo và cuối cùng là mô hình tiếp diễn. Thì như mọi người thấy trên màn ảnh đó, là mô hình nến Nhật được phát minh bởi một ông này người Nhật vào năm 1724. Và ông này tên là Munehisa Honma, để dùng để phân tích giá gạo nha mọi người. Thầy chị đoán giá gạo trong tương lai chắc đó, thời đó thì cũng chiến tranh thì nọ thì giá gạo nó mắc. Thì sau này đó, cái phương pháp của ông này được giới thiệu tới thế giới phương Tây bởi một tên là Steen Nielsen. Và trong cái quyển sách này nè mọi người, quyển sách này đang trên Amazon có giá là 19.99 thì phải. Nếu mọi người muốn tìm hiểu thêm thì có thể mua sách này về đọc, mình dài hơi lắm, tới 300 trang lận. Thì mình có thể quan sát cái mô hình nến Nhật ở trong nhiều cái khung tuần khác nhau tùy theo cái trade của mình. Thí dụ như là mình day trade á thì coi khung 5 tới 10 phút, còn nếu mà mình hoặc tới thậm chí là 30 phút tới 1 giờ luôn. Nhưng mà nếu mà mình chỉ là swing trade thì mình coi weekly, daily và thậm chí là monthly luôn. Còn nếu mà mình long term đó, thì mình chỉ coi để mình tìm điểm entry thích hợp thôi. Chứ long term thì thường người ta sẽ dùng cái phương pháp là dollar cost averaging, nghĩa là cứ dip, cứ có tiền là người ta bỏ vào người ta mua, kể là average up hay average down gì đó. Thì khi mà mình coi cấu tạo của cái mô hình nến Nhật á, thì đây là một cái cấu tạo cơ bản của nó. Khi mà mình thấy trên cái Trading View đó thì mình thấy thường một cái nến đó, nó có hai cái wick ở hai đầu, người ta gọi là ở dưới người ta gọi là lower shadow, còn ở trên người ta kêu là upper shadow. Ở điểm low này đó, nó sẽ cho thấy giá thấp nhất của cái stock mình đang quan sát trong cái phân kỳ đó, trong cái phiên giao dịch đó. Và tương tự như vậy thì cái wick ở trên cùng á, nó sẽ cho mình thấy là biết giá của cao nhất của stock ở trong cái phiên giao dịch đó.
Và cái body của cái candle như vậy đó là ở dưới cho cái nến wallet thì ở dưới là cái giá open của cái stock ở trong cái phiên giao dịch, và cái phần ở trên đó là giá đóng cửa của cái phiên giao dịch đó. À, thế đây mọi người nắm được không? Và mọi người có thắc mắc gì thì mọi người cứ comment cho một question chat thôi. Shop sẽ quay lại với mọi người. Thì để đánh giá mình nến á, mình cần có 5 yếu tố sau đây. Một là chiều dài của đuôi nến, hai là tỷ lệ của cái đuôi nến ở trên và dưới, tỷ lệ của cái phần shadow á, ba là vị trí của thân nến, và bốn là kích thước của thân nến, và năm là tỷ lệ thân nến và đuôi nến. Để cho mình dễ mường tượng là khi mà một cái thân nến lớn mà đuôi nến nhỏ như vậy đó, thì cái áp lực giá đó nó sẽ lệch về một phía. Thân càng lớn thì đuôi càng nhỏ thì áp lực giá càng cao, và cho có một vài trường hợp á, là cái đuôi ở trên này nó không có luôn. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu mà nến là bullish mà ở trên không có đó, nghĩa là cái áp lực mua nó rất là cao. Mọi người nắm được chỗ này ha. Và tương tự như vậy, khi mà cái đuôi ở đây bên nến đỏ đó mà cái đuôi ở dưới nó không có đó, thì áp lực sell nó rất là cao. Và tương tự như vậy nè, cái này thật là cái nến búa nha mọi người, là thường cái nến búa nó thay đổi cái thân nến nó còn nhỏ như vậy và cái wick nó dài thì gọi là dài, thì nó sẽ cho mình thấy là một sự thay đổi, nó sẽ có sự thay đổi lớn về giá. Thì nếu mà cái nến này thường nó xuất hiện ở downtrend thì nó sẽ, người ta gọi là nến hammer đó mọi người, thì nó sẽ cho thấy sự thay đổi như vậy, giá đi lên. Và ngược lại, khi mình nến này à, khi mình nến bên phải, nến màu đỏ bên phải đó, cái wick ở trên nó quá dài như vậy thì thường là nó cho mình thấy là sẽ có một sự thay đổi về hướng, sẽ là hướng đi xuống, hướng bearish. À, và tiếp theo đó, cái này là mọi người đang thấy nó là nến, cái là nến Doji, cái nến Doji này đó, nó là ở trạng thái cân bằng, nghĩa là khi mà market đóng cửa ở nến Doji thì áp lực mua và áp lực bán bằng nhau, là lúc đó mình không có chắc chắn là cái stock mình đang quan sát nó sẽ đi đâu vào ngày hôm sau hết, ví dụ như vậy. Thì nến Nhật nó có một cái nhược điểm đó, là không thể hiện rõ chuyển động giá và không thể dự báo xu hướng. Để dự báo xu hướng bằng nến đó, thì mình phải kết hợp giá lại khối lượng giao dịch là volume. Thì mình nghĩ là sự cái bài này mình sẽ cover ở đằng sau vào cái bài khối lượng giao dịch ha. Và còn ưu điểm của nến Nhật đó là chỉ ra các điểm nổi bật của xu hướng, và nó trực quan và nó có và nó cho mình biết là dấu hiệu của người mua hay người bán đang điều khiển thị trường. Thì thí dụ như là nếu mà mọi người thấy nến nến xanh buy này đó, mình nến tiếp theo nó lại tiếp tục xanh, và mọi người coi cái volume nó tăng dần, nghĩa là cái xu hướng uptrend nó sẽ intact và nó sẽ đi lên nữa. Thì thí dụ như vậy, thì ở cái bài khối lượng giao dịch thì mình hy vọng là ICO và cái bài đó sẽ nói rõ cho mọi người là
cách quan sát sự thay đổi của volume và nến để mình biết là cái xu hướng nó đang đi lên hay đi xuống, nó sẽ đi lên hay đi xuống. Thì mọi người nắm được chưa? Thì nếu mọi người có thắc mắc gì thì cứ comment vô cái phần Classroom chat á, không có gì phải ngại hết. Tôi sẽ lấy là một số mẫu hình nếm nhật cơ bản. Cái mẫu đầu tiên mà Tim muốn giới thiệu với mọi người là cái mã Spinning Top. Cái mã mọi người thấy cái mã Spinning Top này nó là một cái nến dạng nến Doshi, là cái thân nến nó rất là nhỏ nhưng mà hai cái bóng nến ở trên và dưới nó rất là dài. Thì cái ý nghĩa của cái nến này đó là khi mà thị trường mở cửa đó, cả phe mua và phe bán nó đều đang cố gắng giành quyền kiểm soát, và cuối phiên thì không có ai chiếm được ưu thế hết, cho nên thường là cái nến Doshi như vậy đó là nó sẽ resolve, là cái một cái undecided, cái xu hướng mà mình không thể nào mình đoán được. Tại vì đâu có ai, đâu có người chiến thắng rõ ràng đâu mà để cho mình đoán, đúng không? Và cái nến tiếp theo đó là mô hình nến Marubozu. Cái mô hình nến Marubozu này á, mọi người thấy là hai cái nến bằng nhau và nó không có cái wick luôn. Và trong trường hợp này đó, cái nến này là cái nến bearish Marubozu. Tại sao? Tại vì cái nến đỏ nó nằm sau nến xanh, là nó cho mình thấy là cái thân nến như vậy đó, là nó cho mình thấy đó cuối phiên đó là bên bán kiểm soát hoàn toàn thị trường, cho nên nó làm nguyên một cây đỏ. Thường cái nến mà Marubozu này mà nó xuất hiện ở trong một cái uptrend đó là mình sẽ biết là sẽ có một sự thay đổi về xu hướng theo hướng đi xuống ha. Và ngược lại, nếu mình nến xanh, nếu mình đang đào trend, mình nến xanh nguyên một cây như vậy, nó nằm ở sau cái nến đỏ đó, thì là cho xu hướng thay đổi, xu hướng nó sẽ đi lên. Nên mọi người nhớ là cái thân nến này nó cho mình thấy là bên nào đang kiểm soát cái thị trường. Nến xanh là bên bên mua đang kiểm soát, còn nến đỏ là bên bán kiểm soát. Và mẫu hình tiếp theo là nến Hammer. Nến Hammer thì mọi người để ý là cái thân nến nó rất là nhỏ và cái wick nó dài như vậy. Cái wick ở dưới nó dài, thì cái ý nghĩa của này đó là cho thấy là khi mà mở cửa đó là phe bán nó chiếm ưu thế. Cho nên mọi người thấy khi mà mọi người thấy cái nến nó, cái body nó sẽ dài ra, nhưng mà sau đó cái phe mua người ta họ kick in, người ta tăng áp lực mua lên, thì cái nến nó sẽ rút chân, nó tạo thành một cái hình như là một hình cây búa. Thường mà khi mà đang downtrend á, cái nến này nó xuất hiện là nó cho mình thấy là cái xu hướng nó sẽ chuyển chiều và nó đi lên. Mình hay thấy là khi mà trong phân tích kỹ thuật á, người ta hay nói là đang có nến búa ở trên EMA 200 chẳng hạn, thì cái dấu hiệu đó là một trong những dấu hiệu đổi chiều đi lên, tại vì nó đụng support EMA 200. Và tương tự như nến búa thì mình có nến búa ngược, hay là còn gọi là inverted hammer. Thì như mọi người cũng thấy là thân nến nhỏ nhưng mà cái đuôi nến ở trên nó rất là dài, thì cho thấy là khi mà mở phiên giao dịch đó, thì phe mua chiếm ưu thế ha, nhưng rồi sau đó nó lại phe phe bán nó lại đẩy cái giá xuống tạo thành một cái quýt dài như vậy. Và khi mà đang trên uptrend á, mà cái nến búa như vậy nó xuất hiện á, là nó sẽ cho mình biết là stock nó sẽ bị đẩy xuống theo xu hướng đi xuống. Cho nên
Cho nên cái nến nến búa và nến búa ngực thì nó rất là phổ biến khi mà mình quan sát một mảnh sắt bất kỳ ha mọi người. Và như mình nói đó là cái mẫu nến Doji này đó là cả cả hai phía nó đều cân bằng, cho nên nó có tạo hai bóng dài mà ở giữa cái thân nến nó không có nhiều hết á. Thì cái này là sự cân bằng, nó cho thấy mình thấy là cái move tiếp theo là không thể nào đoán được. Thì thường là trader đó, họ sẽ stay out cái trade nếu mà nó đạp cái nến này lúc đóng đóng cửa. Và nến tiếp theo là nến Dragonfly, sở dĩ nến Dragonfly vậy thì nó dòm giống con chuồn chuồn, nguyên một cái wick dài nhưng mà giá mở cửa với giá đóng cửa đó nó hầu như bằng nhau, cho nên nó tạo một cái hình như là hình cái đinh như vậy. Thì nến Dragonfly có ý nghĩa đó là cho thấy phe mua từ chối giá thấp hơn. Và thường khi mà nến Dragonfly này mà nó xuất hiện ở trong một cái downtrend thì cũng sẽ cho thấy một sự đảo chiều mọi người ha. Tại vì sao? Tại vì mấy mọi người đọc nè, nó sẽ cho thấy phe mua từ chối giá thấp hơn khi tăng áp lực mua vào cho đến thời điểm cuối phiên giao dịch. Và cái đó người ta sẽ thấy phe mua đang có lợi thế hơn khi bước vào phiên giao dịch sau. Thì thường Dragonfly này nó là một cái xu hướng đổi chiều đi lên nếu mà nó xuất hiện ở một cái downtrend. Và tương tự với nến Dragonfly đó nhưng mà cái này là nó theo chiều ngược lại, nó gọi là Greystone Doji, là cái nến bia mộ đó, mình thấy nó giật cái bia thiệt. Thì ngược lại với Dragonfly này đó là giá mở cửa và giá đóng cửa nó bằng nhau, là mà nó là ở giá thấp nhất của phiên giao dịch đó. Và khi mà Crayon Doji này nó xuất hiện ở một cái uptrend đó, thường là nó sẽ cho thấy là sẽ thay đổi về xu hướng theo hướng bearish, là hướng đi xuống. Là phe bán từ chối giá cao hơn khi tăng áp lực bán ra cho đến thời điểm cuối phiên giao dịch. Khi đó người ta sẽ thấy là phe bán nó có lợi thế hơn. Mọi người cứ nhớ như vậy, khi mà tất cả đi dồn về ở dưới là phe bán đang chiếm lợi thế. Khi mà cái body nó nằm ở trên đó là phe mua đang chiếm lợi thế. Vậy ha. Đây là một cái sample của cái mẫu hình nến hammer. Mọi người đang thấy trên màn hình đó là nó đang downtrend phải không? Nến hammer xuất hiện là nó đảo trend lại. Thì mọi người để ý là cái thân nến đó, nó rất là ngắn và cái wick ở dưới thì nó dài ha. Thì khi mà thế này xuất hiện đó, thường là phe mua người ta họ sẽ kick in, thì thường là người ta tới một cái level nào đó người ta set giá người ta mua vào, thì cái nến này xuất hiện do có quá nhiều người mua vào ở cái mức giá khi mà stock nó xuống tới mức giá này. Thì khi mà người mua nhiều thì dĩ nhiên stock nó sẽ ít đi và nó sẽ tăng giá, thì giống như là mình đi chợ thôi. Cái mặt hàng nào hiếm thì người ta sẽ tăng giá vậy đó. Cách vào lệnh này á là thường người ta sẽ canh ở trên cái đỉnh chóp của cái hammer để người ta bắt đầu người ta long entry. À, người ta sẽ stop loss ở dưới cái wick một tí luôn. Cái này thì sẽ hơi hơi sát.
thì thường là start top nó phải nằm ở dưới chút nữa. Thì mọi người thấy là như vậy. Thì như mình cũng biết là mặc dù đó là một cái nến nến hammer ha, nhưng mà cũng phải set stop loss nếu mà là một trader mà kiểu như là có quy tắc. Người ta ra một bộ quy tắc, ví dụ như là lỗ 2-3% không theo ý là cắt loss liền, thì bảo vệ vốn cũng không cũng rất là quan trọng so với lại kiếm tiền lời mọi người ha. Cho nên tiếng phổ kêu là 5% mất thì cách loss hoặc là option thì 20% là vậy. Và cái nến này là cái nến Invert Hammer ha. Nhưng mà Invert Hammer này mọi người để ý là nó nằm ở downtrend, cho nên nó cũng sẽ có một sự đảo chiều đi lên. Nó cũng giống như là nến hammer vậy đó mọi người, nhưng mà khác biệt là cái khiến Invert Hammer này cái wick ở trên nó dài thay vì cái wick ở dưới nó dài. Thì tương tự như vậy, cho dù là nến hammer hay là nến Invert Hammer mà nó xuất hiện ở trên uptrend đó, là cũng có thể là cho thấy mình thấy là sự đảo chiều đi xuống. Cho nên mọi người thấy nến hammer này thì nên cẩn thận. Thì đối với nến Invert Hammer đó thì long entry đó thì phải phải patient tí xíu, đợi cho cái candle tiếp theo nó confirm là nó đổi hướng. Thì mọi người thấy là cái candle tiếp theo nó phải cao hơn là cái nến búa ngựa này, mình phải chờ đợi một cái entry hợp lý là để confirm cái sự đảo chiều ha. Tại vì sao? Tại vì thí dụ nó xuất hiện cái nến này, nến tiếp theo nó lại thấp hơn cái nến búa ngược này, như vậy là cái dấu hiệu đảo chiều đó nó không có valid. Thì mình cứ thấy cái nến búa ngược này mình thấy nó đảo trend rồi, cái mình nhảy vô thì có thể nó sẽ xuống nữa. Trong mấy ngày qua thì mình thấy AMC ha, nó cũng có vài cái nến như vậy, nhưng mà sao, nhưng mà nó đi theo cái small cap á, nghĩa là nó có dấu hiệu đổi chiều nhưng mà nó chưa confirm, cái đó là ngày hôm sau là nó đi xuống tiếp. Cho nên khi mà mình quan sát cái mấy nến đảo chiều như vậy á, tốt nhất mình đợi cái nến tiếp theo thấy nó confirm là đảo chiều rồi thì mình hãy vào. Và cái mẫu nến này đó là cái mẫu bullish engulf, mọi người thấy cái nến đỏ nó nằm ở trong cái body của cái nến xanh to như vậy. Thì thì ở đây mình sẽ thấy là lực mua mạnh hơn mọi người. Thì thường mà cái nến bullish engulf này nó xuất hiện ở trong một cái downtrend đó là mình biết ok là xu hướng tiếp theo có thể là xu hướng đảo chiều theo hướng tăng lên bullish. Và tương tự nếu mà cái nến xanh nó nhỏ ở bên cạnh một cái nến đỏ to đó thì nó kêu là bearish engulfing ha, nghĩa là xu hướng nó sẽ đổi theo hướng bearish là đi xuống. Đây là cách để entry.
thì thường người ta sẽ long entry ở trên đỉnh của cái nến đảo chiều và đặt soft lot ở ngay dưới đó. Thì hoặc là mọi người có thể chờ cái nến tiếp theo để mọi người bắt đầu vào lệnh cũng được. Tại vì sao? Tại vì thực ra nếu mà entry ở đây đó thì nó sẽ không có thay đổi nhiều giá quá nhiều so với cái nến tiếp theo. Mọi người thấy là thường mọi người thấy là cái nến tiếp theo đó nó nằm ở gần cái đỉnh của cây nến Bullets and Coffee này, thì để chắc ăn mình có thể chờ cho nó hoặc confirm cái nến tiếp theo nó confirm cái xu hướng đảo chiều rồi mình hãy long entry. À, tới đây mọi người rõ ràng chưa? Phải ngủ hết rồi. Cái này là đó là mẫu hình business line ha mọi người thấy cái nến business line này nó là cũng là cái mẫu hình để thay đổi xu hướng. Thì thường á cái nến màu xanh á nó sẽ có, mọi người thấy là cái nến màu xanh này nó có chiều cao hơn phân nửa của cái nến đỏ. Mọi người thấy là ở giữa cái nến đỏ này á, mọi người cứ bằng mắt thường mọi người canh là ở giữa của cái nến đỏ và cây nến xanh này, cái body của nó đó nó cao hơn cái phần giữa của cái nến đỏ khoảng 50%, là nó sẽ tạo thành một cái mẫu hình kiểu là mẫu hình fishing line nến xuyên. Thì khi mà mẫu hình này nó sẽ cho thấy một lần cái lực mua mạnh, và nếu nó xuất hiện ở cái xu hướng là đang downtrend thì nó là cho mình thấy một sự potential đổi chiều ha. Thì nó cũng như cái các phương pháp khác là mình canh long entry là ở trên đỉnh của nến và stop loss ở dưới cái wick cuối cùng của nến. Và cũng như mình nói là nếu mà muốn chắc ăn á thì phải đợi cái nến tiếp theo nó cao hơn cái nến bullish này thì nó mới là safe entry mọi người ha. Thì mọi người thấy ở cái sample này á là cái long entry này nó nằm ở ngay cái wick dưới của cái nến tiếp theo luôn. Thì mình thấy là nó sẽ không có nhiều thay đổi về giá, nhưng mà thà nó confirm như vậy thì mình sẽ thấy là an toàn hơn so với mình vô ngay cái lệnh long entry này. Đây là nến khi làm nến Morningstar mọi người, nến thường thì nến Morningstar thì mọi người thấy là nó tạo bởi ba nến. Cái nến đầu tiên á, là cái nến đỏ, cái nến thứ hai á, nó là một cái nến nhỏ với cái body nó rất là ngắn. Thì và cái nến cuối cùng á, là một cái nến Barrett màu xanh. Thì thường á, là cái nến oval, là khi mà cái nến cuối cùng nó có chiều dài ngang ngang bằng với là cái nến bearish ở đầu tiên. Thì cái mô hình nến này đó thì nó thể hiện là cái phe bán nó đang bắt đầu nó hết lực và nó bắt đầu nó chuyển sang phe mua ha. Và cái này nó có nhiều biến thể, là ở giữa này nó có thể là một cái hình doji
người ta gọi là The Dream Morning Star, thì nó cũng có tác dụng là giống như là nến Morning Star bình thường vậy đó. Mọi người thấy là cái này nó long entry nè, phải đợi confirm là đảo chiều rồi người ta mới dám vô long entry mọi người ha. Mình phải đợi cho nó kết thúc mô hình sao Mai. Tại vì sao? Tại vì cây nến thứ ba này nó hoàn toàn nó có thể nó sẽ xuất hiện. Mọi người thấy là cây nến thứ ba này đó, nó có thể nó sẽ open ở đây. Rồi mọi người tưởng là nến bullish phải không? Rồi nó có thể nó nhưng mà nó có thể nó đẩy xuống thêm cây nến đỏ nữa. Cho nên mình phải đợi là confirm là cái nến màu xanh, là cái nến bullish, rồi mình mới bắt đầu mình entry ở đây. Mọi người hiểu chỗ này không? Và đây là mà mẫu hình white shoulder, pre white shoulder, nghĩa là một cái mẫu hình tăng giá, tiếp tục tăng giá ha. Thí dụ như là thì cái mẫu hình này thường mình sẽ thấy là một cái áp mua rất là mạnh. Nếu mà cái hình mẫu hình này nó kết hợp với lại cái volume tăng dần á thì mình sẽ cho thấy là một cái uptrend nó đang rất là solid ha mọi người. Thì tree white này thường là một cái mẫu hình các kêu là mẫu hình tiếp diễn, nghĩa là khi mà đang uptrend nó xuất hiện tree white và volume nó tăng dần thì stock nó sẽ còn nó tiếp tục lên nữa. Nên mọi người thấy không? Thì tree white người ta thường người ta canh là cuối cùng của cái QY shoulder này, người ta make a long entry. Tại vì cái mẫu hình này thật ra là một cái mẫu hình tiếp diễn, nó cho mình thấy là một cái sự uptrend và một cái lực mua đang rất là mạnh. Thì điểm entry thì mình canh là cái top của cái nến cuối cùng của tree white shoulder, hoặc là mình canh cái nến tiếp theo luôn. Điểm stop loss đó là điểm đáy của cái tree white shoulder đầu tiên. Và tiếp theo là mình sẽ quan sát một số mẫu nến cơ bản của cái Paris Candlestick Pattern ha. Thì cái đầu tiên là cái nến treo cổ Hanging Man. Cái nến Hanging Man này nó tương tự dạng tương tự như là một cái nến búa ha mọi người. Thì khi mà đang xu hướng tăng một cái nến Hanging Man này xuất hiện là mọi người cũng nên cẩn thận, tại vì cái nến Hanging Man này đó thì đang tăng, mình thấy tự nhiên áp lực bán nó tăng lên thì mình cũng biết là cái xu hướng tiềm năng của nó là theo hướng đi xuống ha. Nè, ngoài ra có một nến dưới dài hơn là cái thân nến ha. Thì sau một cái xu hướng đi lên tăng dài, sự hình thành của mô hình người treo cổ này nó sẽ làm cho thấy là giá đang do dự và bằng cách thể giảm đáng kể trong ngày và có xu hướng đi xuống. Thì cái nến treo cổ này thì tương tự được cho người ta đánh đánh short ha mọi người. Thì khi mà mọi người thấy một cây nến đỏ to như vậy sau cái mô hình sau cái mẫu nến người treo cổ thì mình thấy là confirm của một cái downtrend, thì ai đánh short thì họ sẽ bắt đầu họ entry đáy của cái nến thứ hai.
và họ sẽ set stop loss ở trên đỉnh của cái người treo cổ luôn. Thì khi mà sử dụng đến Handyman TV á, là có thể rất là dễ fail, nên phải kết hợp thêm các indicator khác, ví dụ như RSI rồi MACD, để mình biết là nó có vào vùng quá mua hay chưa. Thì thì mình nếu là mình thì mình cũng không khuyên mọi người đánh short mà chờ cho bullish mình phải entry, thì nó sẽ tốt hơn là đánh short. Đánh short thì chỉ đánh các stock nào mà permanent, thì dễ đánh short hơn là như là bình thường. Và cũng phải cẩn thận, nếu gặp như mấy con như em để gặp như mấy con như MC hay là Jimmy thì đánh short cũng có thể bệnh sát như thường mọi người. Ok, là short sweet đó là vậy. Cái này là cái mô, như là mày mình mention đây là cái mô hình bearish in the uptrend ha. Mọi người thấy là cây nến xanh nó nằm ở phần trước cây nến đỏ, có một cái thân nó to hơn là cây nến xanh. Thì cái mẫu hình này nó bởi hai nến, là một cái nến tăng nhỏ và một cái nến giảm giá lớn. Thì mọi người thấy là cái nến xanh này nè, nó nằm ở giữa cái nến đỏ ha. Thì thường cái mẫu hình bearish engulfing này là nó sẽ cho mình thấy một sự thay đổi về xu hướng theo hướng đi xuống. Thì again, cái cách entry tốt nhất là chờ cho nó confirm luôn rồi mình đi vào, nếu mà mình đánh short. Thì cách entry là mình sẽ entry ở cái giá đóng phiên ở đây, hoặc là mình chờ cho confirm cái nến này nó thấp hơn là cái nến tiếp theo á, nó thấp hơn là cái nến này, thì mình sẽ confirm là một sự thay đổi theo hướng đi xuống ha. Thì khi đó mình mới bắt đầu mình vào lệnh. Và again, stop loss phải nằm ở trên này, là trên này một tí. Cái này là mẫu hình ngược lại của sao mai, là sao hôm evening star ha. Thì cái này cũng là cấu tạo của ba nến, mọi người thấy là một cái nến xanh to, sau đó là một cái hình nến doji ở giữa và một cái nến đỏ to. Thì cái size của cái nến xanh và cái nến đỏ này nó thường là nó ngang bằng nhau, chứ không có chênh lệch quá nhiều. Thì khi mà stock mà đang uptrend á, thì mình có mẫu hình evening star như vậy, thì nó là một xu hướng sẽ thấy sự thay đổi theo xu hướng đi xuống. Và để confirm thì mình để muốn khi mình quan sát mẫu hình này á, thì mình phải để thường nếu mà mình muốn vào mình short ấy, thì mình phải đợi cái nến tiếp theo á, nó là confirm đi xuống rồi thì mình mới vào. thì giống như là nếu mà mình giống như là mình nói khi mình đến Morningstar đó, nếu mình đến này nó hình thành, thường thì nó hình thành ngay đây nè, thì mình nếu mà mình dự đoán thì mình nghĩ là có thể là nó sẽ đẩy xuống, nó tạo thành nến evening star thì nó đi xuống thôi. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp nó đẩy lên xanh nữa thì
thì cái mẫu hình Evening Star thì nó sẽ không có valid. Nên tốt nhất mình để entry đó, là mình đợi cái nến tiếp theo nó ra sao rồi mình bắt đầu mình entry. Mọi người hiểu chỗ này không? Cái mẫu hình này là mẫu hình nến shooting star ha. Mẫu hình nến shooting star thì nó giống như là cái mẫu hình búa ngược kia đó, và đây cái thân nó ngắn và cái shadow ở trên nó dài. Thì khi mà một cái xu hướng đi lên mà có shooting star xuất hiện á, là mình thấy là lực bán rất là mạnh, nó đẩy giá từ trên xuống, thì cái xu hướng tiềm năng của nó là cái xu hướng đi xuống như vậy. Thường nếu là mình á, thì mình để khi mình đến shooting star xuất hiện á, thì mình cũng confirm mình chờ cái nến tiếp theo. Cái nến tiếp theo nó là cái nến bearish và nó thấp hơn cái nến shooting star đó, thì đó mới là một cái safe entry đối với mình. Thì khi mà mình set stop loss đó, thì mình sẽ stop loss ở trên cái giá wick của shooting star, tại vì cái ở trên đây đó, nó là potential một cái cản mạnh ha. Thì nên khi mà stock mình nó lên nó tạo shooting star như vậy, thì ở trên này có thể là cái lực cản rất là mạnh của cái stock đó, và khi nó gặp lực cản như vậy thì dĩ nhiên nó phải đảo chiều nó đi xuống. Và trái với lại three white shoulder đó, thì mình có three black crowns. Three black crowns này nữa, nó là một cái ba cái nến tập hợp ba cái nến đỏ. Thì mình thấy là cái nến sau nó phải thấp hơn cái nến trước, và cái body nó là một cái nến solid lại ha, không có doji gì hết. Thì mình thấy là khi mà three black crown này nó cái bóng nến của nó rất là ngắn và không tồn tại luôn, thì khi như mình nói là khi mà cái body của cái nến mà nó full như vậy, không có cái wick gì hết á, nghĩa là áp lực bán của nó đang rất là mạnh ở phía dưới, không thấy hết. Hầu như không thấy bóng nến luôn. Thì mọi người thấy là người bán đã vượt qua người mua trong 3 ngày giao dịch liên tiếp. Là áp lực bán mạnh như vậy đó, thì thường là nó sẽ đi xuống. Và mẫu hình này cũng là mẫu hình tiếp diễn ha. Nghĩa là đang có xu hướng xuống mà có three black crown nữa, thì là mình chắc chắn là nó sẽ còn xuống tiếp. Mọi người thấy là thường thì người ta sẽ stop loss ở cái crown đầu tiên ha. Và entry, mọi người có thể entry ở cái three black crown cuối cùng, hoặc là muốn an toàn hơn thì chờ đến tiếp theo của three black crown rồi mới vào. Mọi người rõ ràng chỗ này chưa? Thì thường cái xu hướng đi xuống như vậy đó, thì mọi người thấy là cái đỉnh sau nó sẽ thấp hơn cái đỉnh trước.
Đây là nến mây màu che phủ mọi người ha. Thì người thấy là một cái nến đỏ với một cái body lớn đằng sau một cái nến xanh, và cái nến cuối cùng nó lại nhỏ, nó thấp hơn là cái nến đỏ này. Thì đây là một cái mẫu hình Paris, nó kêu là một mẫu hình mây mờ che phủ, hay là dark cloud cover. Thì thành phần nó là ba nến, là một nến xanh to ngày đầu tiên, rồi cái phiên giao dịch tiếp theo đó, nó sẽ có một cái nến đỏ to, và ngày cuối cùng nó là một cái nến bất kỳ thấp hơn cái nến đỏ này. Thì nó là confirm là dark cloud cover. Mọi người thấy không? Thì component của nó là một cái nến xanh đầu tiên, cái nến đỏ to tiếp theo, và cái nến nền thấp hơn nến đỏ là bắt đầu nó xu hướng đi đi xuống luôn. Thị trường entry đó thì mình có thể mình chọn entry ở đây cũng tốt. Thì sao? Tại vì entry ở đây là nó confirm xu hướng đi xuống rồi, thì nó sẽ an toàn hơn là actual entry ngay đây. Và dĩ nhiên là mình sẽ đặt stop loss ở trên đỉnh của cái nến đỏ này hoặc cao hơn một tí. Thấy ha, đây là các và cái nến tiếp theo là bất kể xanh đỏ, mà nó miễn là nó thấp hơn cái nến đỏ này, và cái mẫu hình dark cloud cover nó confirm ha. Đây là số mẫu hình nến tiếp diễn, mình nói là Doji là nó không có xác định được xu hướng, cho nên khi mà nến Doji xuất hiện đó, thường là mình sẽ không biết được xu hướng stock tiếp theo nó là sao, cho nên nó có potential là nó sẽ đi hai chiều. Either way, mình không biết nó sẽ đi đường nào hết, tại vì nến Doji như mình nói đầu tiên đó, là khi mà nến Doji xuất hiện đó, là áp lực mua và áp lực bán bằng nhau. Cho nên thí dụ như chợ đóng cửa mình đến Doji đó, thì thường là mình sẽ không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo hết. Và nến này nó nến nến spinning top thì nó cũng như nến Doji thôi, nhưng mà nó cái body to hơn cái nến Doji một tí. Và cái spinning top này thường là nó cũng không có cho mình thấy cái direction nào rõ rệt hết, cho nên nó có thể nó go either way được. Này là mô hình nến giảm 3 bước. Người thấy là cái mô hình nến giảm 3 bước này, cái body nến nó không có tương đương với nhau, thay vì giống như là three white soldier đó, thì nó cũng là ba nến xanh như vậy, nhưng mà cái thân nến đó, nó có chiều dài nó bằng bằng nhau. Thì cái component của nó là một cây nến đỏ nè, rồi ba cái nến xanh nhỏ, nó tạo thành cái một cái là cái nến đỏ khác. Thì nó giống như mẫu hình bull flag đó mọi người, thì thường như vậy phải không, thường là nến đỏ như vậy, rồi sau vậy nó như vậy thì nó đi xuống tiếp. Thì cái mẫu hình tiếp diễn này á, cái loại hình ba phương pháp thực hiện này đó, nó cũng giống như
Thì về cấu trúc thì nó, mình sẽ thấy nó giống như một cái bell flap, sorry mọi người. Thì mấy cái nến màu xanh lá cây thì nó phải nằm trong, nó phải nằm trọn trong cái khung này, thì nó là mẫu hình tiếp diễn theo hướng xuống đi xuống ha. Thì tương tự mẫu hình ba ba nến tiếp diễn này đó, mà lần này mình thấy là nó như vậy đúng không, là nó giống giờ như một cái bô flat, thì nó giống như là cái cờ hiệu vậy đó. Thì ba nến màu đỏ này nó nằm trong cái độ dài của nến bullish đầu tiên và nến bullish cuối cùng ha. Thì thường nó là cái mô hình tiếp diễn đi lên. À, thank you, mọi người có gì cần hỏi không? Để mình pause cái video lại ha.